Thức ăn dưới dạng tinh bột khi đi vào cơ thể sẽ được enzyme amylase phân giải thành các phân tử đường đôi oligosaccharide. Sau đó đường đôi sẽ được enzyme alpha-glucodase phân giải thành đường đơn glucose. Glucose sẽ hấp thu qua thành ruột để đi vào máu. Tại đây, dưới sự giúp đỡ của insulin, glucose sẽ được vận chuyển vào tế bào và chuyển hóa thành năng lượng. Người bị tiểu đường là do hai nguyên nhân chính. Một là do giảm bài tiết insulin của tế bào beta tuyến tụy dẫn đến sự thiếu hụt insulin. Hai là do tình trạng kháng insulin làm giảm hoặc mất tính nhạy của cơ quan đích. Insulin đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của glucose trong máu. Công nghệ chiết xuất hiện đại Salaximo đã phân lập từ rễ cây Salaxia reticulata thành hai hoạt chất sinh học Salaxinol và Cotalanol. Hai hoạt chất này được kết hợp bào chế dưới dạng viên nén Insuna. Khi đi vào cơ thể, các hoạt chất sẽ ức chế enzyme alpha-glucodase ở màng tế bào ruột non, giảm quá trình thủy phân của các phân tử đường đôi, làm chậm sự thẩm thấu glucose vào máu, hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Chúng còn có tác dụng kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin bổ sung, làm giảm đặc tính kháng insulin, giúp duy trì và ổn định lượng đường trong máu. Từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và phòng ngừa biến chứng bệnh tiểu đường. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.